xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Sony M35. Dàn này full chức năng nha. Bây giờ mình lấy đĩa ra. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía trước này có ngõ 3.5. Đây, ngõ này nha, bên đây ngõ phone, bên đây ngõ là 3.5. Ra 3.5, mình dùng kết nối với điện thoại, với TV, với máy vi tính qua hai đầu 3.5. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung với dàn, hoặc có nhu cầu mua dây kết nối điện thoại chung với dàn thì liên hệ để em ship chung cho mình nha. Bộ dàn mặt tiền mặt hậu khá là đẹp, hình thức quá ok. Sony lúc nào cũng vậy, một thương hiệu đã khẳng định chất lượng âm thanh trong hàng nội địa Nhật. Với thiết kế cặp loa lúc nào cũng vậy, thiên về tiếng bass rất sâu chắc, nên các anh nào thích đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ cho tới nhạc đen, và thích những cái tiếng bass ầm lực sâu so với những thương hiệu khác, thì Sony nó sẽ mạnh mẽ hơn về tiếng bass. Nên mình thích chất lượng âm thanh như vậy thì mình chọn ngay Sony. Với giá thành rẻ nè, hợp túi tiền nè, hình thức rất đẹp, mình đã sở hữu ngay một bộ dàn mini hàng nội địa Nhật, rất là ok. Mình full chức năng CD, MD và kết nối điện thoại luôn nha. FM của Sony đi lúc nào cũng là 90MHz. Chiều cao của bộ dàn này là 24cm, chiều ngang của cả bộ luôn là 45cm, dàn sử dụng tốt cho phòng 20m2. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, em xin nhắc lại một lần nữa, nhắc rất nhiều lần, sợ canh ghim nhầm chứ không gì. Đừng ghim nhầm điện giúp em nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho canh tham khảo, rồi mình quay lại mình test chức năng em mà đi. Đây, lò góc cạnh quá đúng không? Quá đẹp. Đây là mặt sau của lò. Công suất lò, không thấy ghi trên lò, công suất âm ly là 45W. Đây là tổng thể phía sau của cả bộ dàn nha. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc giúp em 300.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin kết bạn Zalo 0931008099 để em gửi hình ảnh chi tiết của bộ dàn này mặt trước mặt sau qua Zalo cho mình tham khảo, rồi em ship hàng và chốt hàng nha. Nhớ nhắn tin Zalo để em gửi hình ảnh cho các anh nha. Bây giờ em sẽ test chức năng thứ hai là chức năng MD. MD là đĩa của Nhật có tuổi thọ rất bền, mình có thể chép nhạc, xóa nhạc thoải mái trên cái đĩa này. Và bên em có bán MD nhận chép theo yêu cầu, các anh thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ để em chép nhạc vào đĩa cho mình nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa MD, rồi sau đó mình sẽ kết thúc clip test luôn. Chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái.
là chiến binh rừng.